Điện tử Loa xin trân trọng kính chào toàn thể các cô chú anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh của Điện tử Đóm Hoa, kênh chuyên cung cấp âm thanh karaoke. Vâng, trên màn hình nhỏ của toàn thể các cô chú anh chị em đây là một cấu hình và một cặp loa lời JBL. Vâng, và một chiếc lọc Equa của hãng DBX và một chiếc vang B3 mà Điện tử Đóm Hoa test lên, cũng là giới thiệu đến toàn thể các cô chú anh chị em trên khắp mọi miền. Đây là một cấu hình và gồm có 3 sản phẩm là test lên để cho một vị khách xin được giấu tên. Test lên cho anh một chiếc lọc và một chiếc vang là để anh nâng cấp một chiếc âm ly. Vâng, Điện tử Đóm Hoa cũng xin nói là anh muốn nâng cấp một chiếc âm ly nên anh sẽ đưa một chiếc lọc DBX và một chiếc vang vào, và tiếp theo là anh tăng thêm một cặp loa lời. Vâng, đây là một cặp loa lời JBL có mã số là L22 mà Điện tử Đóm Hoa test lên để cho anh. Vâng, Điện tử Đóm Hoa cũng xin giới thiệu và cùng toàn thể các cô chú anh chị em, đây là một chiếc lọc DBX mã số là 231. Trong những dòng lọc DBX 231 này thì nó cũng rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay, và nó cũng đã đi sâu vào rất nhiều. Vâng, nó đã đi sâu vào tiềm thức, và chất âm của những dòng lọc DBX này nó thể hiện chất âm đẳng cấp. Trong một bộ dàn karaoke thì chiếc lọc DBX nó có nhiệm vụ và chức năng xử lý nền nhạc, cho nên là rất nhiều anh em trên khắp mọi miền đã tin dùng dòng lọc DBX 213 này. Vâng, chất âm của dòng lọc DBX rất hay. Vâng, và anh chọn một chiếc vang thứ hai là anh chọn một chiếc vang B3. Đây là một chiếc vang B3 bọc có hệ thống chống rú rít của micro. Vâng, đây là một trong những chiếc vang B3 đến từ châu Âu, đến từ nước Đức. Đây là những dòng vang B3 đến từ nước Đức có nó cho chất âm rất là hay. Còn trong một bộ dàn karaoke thì chiếc vang B3 này nó có nhiệm vụ và chức năng xử lý lời rất là hay. Và lời của dòng vang B3 này nó cho phải nói là rất chi là mềm mại và rõ nét. Rất hay. Hát karaoke, toàn thể các cô chú anh chị em trên khắp mọi miền chúng ta hát karaoke với dòng vang B3 này thì nó cho lời sáng, chắc, gọn và rất rõ nét. Đặc biệt là nó uyển chuyển và nó cho những lời chất âm, những lời hát mượt mà, truyền cảm. Và thứ ba, cuối cùng là anh tăng thêm cho một bộ dàn karaoke của gia đình anh một cặp loa lời JBL L22 chạy 2 chiếc loa chung 15 và một chiếc loa chép. Vâng, đây là 2 chiếc loa chung có đường kính là 14-15. Vâng, có đường kính là 14-15. Và đây là một chiếc loa chép. Vâng, đây là e căng của chiếc loa BM JBL. Vâng, JBL bãi màu sơn sần. Vâng, có màu sơn đen sơn sần rất đẹp, chất âm cũng rất là hay. Vâng, trong một bộ dàn karaoke thì toàn thể các cô chú anh chị em chúng ta tăng thêm phần lời thì nó cho chất âm, cho lời nó sáng lên. Vâng, rất hay. Điện tử Đóm Hoa đang đấu với một cặp loa lời JBL
Vâng, không đấu với bất cứ một cặp loa nào khác. Công suất của cặp loa này cũng rất là lớn. Tuy chiếc loa chung 15, 14, 15 nhưng một cặp nó có đến 4 chiếc loa chung, cho nên là công suất của nó cũng rất là khỏe. Chỉ với một cặp loa JBL lời này thì trong một không gian phòng khoảng 25-27 vuông, một cặp loa lời L22 này nó cũng đủ mạnh để cho một không gian phòng 25 vuông. Vâng, công suất rất khỏe và lời rất là hay, lời sáng chắc gọn và rất là ngọt tiếng. Vâng, và toàn thể các cô chú anh chị em yêu nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc có nhu cầu một bộ loa, một cặp loa lời và bất cứ một sản phẩm karaoke gia đình, xin hãy liên hệ cho điện tử Tổng Hoa theo số máy là 0918249265 và 0974637646. Trung tâm điện tử Tổng Hoa giao hàng toàn quốc. Còn chất âm rất hay với cặp loa này, không những về chất âm, cả về công suất của cặp loa này cũng rất là khủng, rất lớn. Vâng, sau đây điện tử Trung tâm điện tử Tổng Hoa test một đoạn nhạc mạnh để cho toàn thể các cô chú anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc thẩm âm và cảm nhận sức mạnh của cặp loa JBL như thế này. Vâng, và Trung tâm điện tử Giáo Hoa cũng xin thông báo cho các cô chú anh chị em trên khắp mọi miền là một cặp loa lời toàn thể các cô chú anh chị em đấu thẳng vào đẩy công suất. Vâng, đấu thẳng vào đẩy công suất luôn. Loa có trở kháng 8 ôm, rất khỏe, lời rất hay. Vâng, và sau đây Trung tâm điện tử Tổng Hoa test một đoạn nhạc mạnh để cho các cô chú anh chị em cùng thẩm âm chất âm của cặp loa cũng như là sức mạnh của cặp loa này. Vâng, xin mời. Vang B3 Cóc và một cặp loa lời JBL L22.
Vâng, xin mời. Và với một chiếc van B3 cộng và một cặp loa lời JBL này, trung tâm điện tử nó test phần lời với một chiếc mic dây Sennheiser. Vâng, với một ca khúc Những lời này cho em. Và toàn thể các cô chú anh chị em cùng thẩm âm phần lời mà trung tâm điện tử đóng hoa đem đi. Vâng, xin mời. Kính chào toàn thể các cô chú tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.